Tại một lớp học, nam chính Yuki thường bị những người bạn cùng lớp dè bỉu và đồn thổi là kỳ dị này nọ. Nhưng cô bạn thở nhỏ của cậu là Yuhi thì vẫn chọn chơi chung với cậu thay vì theo ý cả lớp. Yuki lúc này đã rất biết ơn Yuhi và cậu cũng tự hỏi không biết bên kia bây giờ như nào. Vừa dứt câu thì một chiếc vòng phép đã xuất hiện ngay trong lớp và dịch chuyển cả lớp đến thế giới khác. Yuki đã ngay lập tức thấy được sự quen thuộc ở đây. Đột nhiên vài tên mặc giáp khổng lồ lao ra. Ai nấy trong lớp đều đã bỏ chạy còn Yuki thì biết thứ này là gì iuhi đã đứng ra bảo vệ cho zuki nhưng cậu chỉ việc búng một cái thì tên mặc giáp kia đã bay mất cậu sau đó đã phải kéo iuhi chạy đi nhưng ở phía họ chạy thì quân đội con người đã lao lên chiến đấu với đám khổng lồ kia zuki không hiểu tại sao cuộc chiến này vẫn còn tiếp tục khi rõ ràng là nó đã kết thúc từ lâu một vài kỵ sĩ sau đó cũng chạy đến và bảo là sẽ xử lý đám này nên yêu cầu cả lớp hãy chạy đi về phía vương quốc những kỵ sĩ này thực sự rất mạnh khiến iuhi cũng phải choáng ngợp nhưng zuki đã nhắc để cô cũng chạy đi theo cả lớp sau đó đã đến vương quốc và gặp được vua của nơi này Ông cho rằng cả lớp là anh hùng từ thế giới khác và ông cần mượn sức mạnh từ họ để đánh bại ma tộc đang xâm lăng, chúng đã bị đẩy lùi từ 5 năm trước nhưng giờ lại nổi dậy lần nữa. Ai nấy hơi ái ngại về việc phải chiến đấu, nhưng nếu giờ mà bị thả ra ngoài vương quốc thì họ sẽ chẳng thể sinh tồn nổi, nên chi bằng nhận lời cho rồi, thế là họ sau đó đã được cho về phòng và ngay ngày hôm sau, cả lớp đã được huấn luyện cách chiến đấu và cả việc học ma pháp. Yuki nhận ra Iuhi khá tiềm năng trong ma pháp nên cũng kỳ vọng vào cô đột nhiên cô kỵ sĩ Elka tìm đến và cho rằng Yuki cúp học trong ngày đầu là không tốt nhưng cậu cho rằng bản thân không cần phải học vì thế giới này chẳng có gì quá nguy hiểm với cậu. Elka định dạy cho cái thái độ hống hách đó của cậu nên đã lao lên nhưng cậu né nhẹ và vỗ cái vào mông cô. Elka đã nhận ra Yuki sau cú đánh đó rằng cậu chính là vị dũng sĩ Setsu 5 năm trước đã chiến đấu ở thế giới này và là chủ nhân của cô. Elka vốn là một đứa máu em mờ và thích được Setsu ngồi lên như cái ghế. đột nhiên anh kỵ sĩ Green tìm đến và hỏi cả hai đang làm gì đây. Ngay khi nghe Yuki chính là Setsu năm xưa thì Grain cũng rất bất ngờ. Nhưng việc người duy nhất khiến Elka trưng ra bộ dạng này thì đúng là chỉ có mỗi Setsu. Cả ba sau đó đã đến gặp một cô phù thủy là Tia. Cô nhận ra Setsu ngay vì cô không bao giờ có thể nhầm lẫn được ma lực của cậu. Tuy đã trôi qua 5 năm nhưng giờ Setsu đã trở lại. Cậu sau đó suy tư về việc đã xảy ra với thế giới này sau 5 năm cậu biến mất. Tia nhận ra cậu suy tư việc gì nên đã bảo cậu đi chỗ khác nói chuyện. Cậu không biết bằng cách nào mà bản thân đã bị chuyển sinh. Chỉ biết là ngày trước, lúc cậu đang ở trận chiến cuối thì cậu và một kẻ là Toma đã đánh nhau rất máu lửa, nhưng rồi cậu lại bị đưa qua thế giới khác và giờ lại bị triệu hồi về đây, cậu thắc mắc tên Toma đó đã ra sao sau cuộc chiến thì được biết là chẳng ai tìm thấy hắn, nhưng việc đám khổng lồ trước đó bị một thứ là nguyên chú điều khiển thì chỉ có Toma mới làm được trò này nên không lại trừ khả năng là hắn vẫn còn sống. Gren sau đó bị nhà vua gọi đến họp, vì Gren giờ đây đã lên chức trưởng kỵ sĩ đoàn mà Sessu bỏ trống 5 năm trước. Trong cuộc họp, Nhà vua cho rằng giờ họ nên mở cuộc chiến tổng lực với ma tộc dù Green cho rằng sứ giả của họ vẫn chưa về. Hoàng hậu cho rằng ma tộc là bên đã khai cuộc trước và việc anh hùng được triệu hồi cho bên họ chứng tỏ ý trời đã định đoạt rằng con người nên là chủng tộc thống nhất thế giới này. Đa phần hội đồng đều theo ý nhà vua nên Green đành bó tay. Iuhi lúc này đang tập luyện phép thuật thì Setsu tìm đến, cô biết mấy thứ ma pháp này là để làm đau người khác. Và cô cũng chẳng ưa gì chiến tranh, nhưng cô cho rằng bản thân sẽ cố thuần thục ma pháp để có thể bảo vệ cho Setsu. Setsu tối đó đã gặp lại ba người đàn em của mình Gren đã lấy lý do là huấn luyện anh hùng nên sẽ câu được chút thời gian cho đến khi trận chiến tổng lực nổ ra và trong thời gian đó thì Setsu quyết định sẽ đi ngăn chặn chiến tranh một lần nữa nếu vụ này thật sự dính dáng đến toma thì cậu càng có nghĩa vụ phải ngăn hắn lại cả ba đều muốn theo cậu thì cậu từ chối vì giờ họ cần ở đây hơn cậu sẽ đi một mình và trước tiên thì cậu sẽ đi lấy những thứ cần thiết cả nhóm sau đó đã đến kho trong hoàng cung vì nơi này được lính canh gác và cấm người đi vào nên cả nhóm đã dùng phép tàng hình của tia để lẻn đến Elka và Gren đã vào trước để xử lính canh và rồi giấu vào trong một cái thùng gần đó cả nhóm sau đó đi vào trong và Setsu đã thấy thanh đại kiếm ngày trước của cậu vẫn còn đây cậu vừa lấy lại được kiếm thì người lính bị đánh gục ngoài kia đã bị phát hiện thế là Setsu và Elka quyết định lẻn đi trước nhân lúc quân lính trong cung đang nhốn nháo lên Setsu sau đó đã rời đi một thời gian thì yuhi đã chạy đến cô muốn đi theo Setsu nên cậu đành phải cho cô biết việc cậu đã được triệu hồi đến đây là lần thứ hai và cậu sẽ ngăn cản cuộc chiến này cậu không muốn để cô theo là vì sợ cô gặp nguy hiểm Yuhi đành nghe cậu và rồi đưa tay dùng ma pháp để cắt bớt tóc giúp cậu. Setsu thừa nhận cô rất có tài năng và búng chán cô một cái. Nếu lần sau cô né được thì cậu sẽ cho cô đậu và đưa cô đi theo. Ta sau đó gặp một cô bé là Juji. Cô có một người ông là nghệ nhân. Năm xưa từng có một vị kiếm sĩ đến mua đồ của ông. Ban đầu ông khăng khăng không bán nên người này đã đưa cho ông một túi vàng thì ông đành bán luôn. Cô bé thắc mắc về việc ông hay nói là một nghệ nhân cần phải có lòng kiêu hãnh. Nhưng ông cho rằng đôi khi vẫn phải có ngoại lệ và ngoại lệ ở đây là nhiều tiền. Vài năm sau thì ông của Juji đã ra đi. Cô vẫn muốn làm xong công việc của ông là đi giao hết số trang sức mà ông còn để lại. Trên đường đi, con ngựa của cô đột nhiên cảm nhận được gì đó mà dừng chân. Cô có làm gì nó cũng chẳng đi tiếp. Và ngay sau đó, một con ma thú đã lao ra húc vào xe ngựa khiến đồ trên xe rơi hết ra ngoài. Cô đã cố bảo vệ lấy đồ của ông và rồi bị con ma thú chặn đầu. Cô không biết làm gì thì Setsu đã đi ngang qua và xử lý nó giúp cô. Cô nghĩ là Setsu cần hậu tạ nên bảo cậu chờ cô giao trang sức xong sẽ trả nhưng cậu chỉ tiện tay giúp chứ không lấy tiền. Cậu đưa tay kéo cô dậy thì cô nhận ra sự quen thuộc giữa cậu và người kiếm sĩ năm xưa, cậu sau đó quyết định làm vệ sĩ cho cô đến thành phố cảng gần đây. Cả hai sau đó cưỡi ngựa đi vì cả xe đã đổ hết và Juji cũng chỉ cần giao một thứ này là đủ. Nhưng cô nhất quyết không để Sesu thấy được món hàng này. Cả hai sáng hôm sau cũng đã đến được thị trấn cảng, nơi này đã sầm uất và lớn mạnh hơn so với 5 năm trước. Sesu đã cùng Juji vào trong và cô lúc này mới bắt đầu đi tìm những chủ tàu để thuê tàu đi đến lục địa quỷ nhưng nơi đó rất nguy hiểm và chẳng chủ tàu nào muốn đưa Juji đến đó. Cô bị chủ tàu này đến chủ tàu khác từ chối. Đột nhiên cận vệ hoàng gia tìm đến và muốn xem giấy phép buôn bán của Juji. Cô có giấy phép nên chúng làm tới và đòi xem hàng hóa là gì. Juji không chịu buộc Seju phải vào để bảo kê cho cô. Đám lính bắt đầu có ý định muốn gây sự nhưng vì bị người dân để ý nên chúng đành lui về và thề là sẽ xử lý Seju nếu có cơ hội. Juji đã cảm ơn cậu rất nhiều vì hai lần cứu giúp cô. Cô sau đó đã lấy đồ ăn ra cho Setsu và cậu đã hỏi cô định làm gì nếu không tìm ra người giúp thì cô sẽ dự định tự mình mua một chiếc thuyền riêng để đến lục địa quỷ. Hết cách nên Setsu nói là sẽ giúp cô, vì cậu cũng tính đến đó. Đổi lại là tối nay cô phải kiếm chỗ nghỉ ngơi vì cô trông có vẻ khá là kịch quệ rồi. Tối đó, cả hai đã kiếm một nhà trọ để tá túc tạm. Sau khi đi tắm xong thì Setsu đã bảo cô cũng vào tắm luôn. Cô đã nhờ Setsu trong chừng đồ giúp cô. Cô đã cho Setsu thấy đồ mà cô được ông giao lại. Cô cũng cho Sesu nghe về việc ông cô là một thợ kim hoàn kiệt xuất nhất vương quốc. Và ông đã nhận công việc sửa thứ này cho một vị kiếm sĩ nhưng ông đã bị bệnh mà mất khi mới làm xong. Nên giờ cô đang mang thứ này giao cho khách xem như hoàn thành công việc giang dở cho ông của cô. Sesu nhận ra thứ này là do cậu đặt làm chỗ ông và khi Juji rời đi tắm thì cô cũng biết bản thân đã làm xong tâm nguyện của ông. Cô tin Sesu chính là vị kiếm sĩ ngày đó, tối đến. Lúc cả hai đang ngủ thì ba tên lính hồi chiều đã mò đến và muốn bắt họ vì nghi ngờ là gián điệp của quỷ. Setsu sớm nhận thấy và đã đánh thức Juji rồi ôm cô bỏ chạy khỏi cửa sổ. Cả hai bị ba tên lính đuổi theo nhưng Setsu đã dẫn chúng vào lối nhỏ và quăng chai rác ra để cản chân chúng. Cậu bị dồn đến cảng và hết đường chạy, nhưng cậu thẳng thừng ôm Juji nhảy xuống và rồi được một con thủy quái đỡ lấy. Đây là con pet Levia của Setsu, cậu đã bảo Levia đưa cậu đến lục địa quỷ còn ba tên lính kia thì bó tay mà rời đi. Sáng hôm sau, cả ba đã chính thức đến được lục địa quỷ. Lúc lên bờ, Setsu đã để Levia đành nhau với Kraken để rồi bị phun mực cho đen một lúc này, Levia đã hóa thành dạng người và trách Sesu khi không giúp cô mà để cô bị bẩn đến mức này. Levia trách cậu vì đùng đùng mất tích suốt 5 năm và rồi xuất hiện lại và gọi cô đến chỉ để giúp cậu như một chiếc thuyền. Juji hỏi là giờ nên làm gì với con mực kia thì cậu sau đó đã chiên mực lên để chiêu đãi cô và Juji xem như cảm ơn cô vì giúp cậu đến đây. Levia đã cho Juji biết rằng trên lục địa này cũng có dân làng quỷ tộc sinh sống và ở gần dạng núi kia chính là lâu đài của Ma Vương và cũng là nơi Juji cần giao hàng, người sẽ nhận hàng của Juji chính là nữ Ma Vương trong đó du di khá sốc vì khách của cô lại là nhân vật tầm cỡ đến vậy levia cũng định về biển vì hết việc rồi cậu muốn cô đi chung vì có gì thì levia vẫn dễ nói chuyện với ma vương hơn nhưng cô từ chối vì cậu đối xử với cô khá tệ khi biệt tích và rồi xem cô như chiếc thuyền chỉ để chở cậu cùng cô gái khác đột nhiên vài đứa nhóc quỷ đi đến và cho rằng xét như vậy là tệ vì cãi nhau mà bên con trai không chịu xin lỗi là không được cậu phải đút cho mỗi đứa một vòng mực nên chúng mới chịu bảo levia tha lỗi cho một kẻ không ra gì như xét cả ba sau đó quyết định đưa con mực đây về làng gần đó luôn Người dân trong làng lúc này đang chán nản vì con mực khiến họ không thể ra đánh bắt kiếm ăn được. Nhưng su đã mang con mực về đây cho họ nhắm rượu. Thế là tối đó cả làng đã mở tiệc ăn mừng. Levia thì được tôn sùng vì là thần biển cả, còn su thì bị bắt đi làm đầu bếp trên mực. su khá cay cú vì bị sai này sai nọ. Cậu sau đó còn phải thể hiện tài nghệ phi lê con mực này để đem đi chiên. Gần đó có một tướng lĩnh của ma tộc thấy trong làng có khói bốc lên nên lo là làng bị tấn công nên ngay lập tức lao đến. Juji đã hỏi Levia quen biết Sesu ra sao. Cô cũng chẳng rõ nữa vì cô với Setsu chỉ là sau một lần cậu đi qua vùng biển thì cô đã lên tấn công và bị cậu cốc vào đầu nên giờ thành bạn luôn. Cô cũng thắc mắc tại sao Juji không biết Setsu vì tên của cậu hẳn phải nổi tiếng ở vương quốc làm chứ. Juji giờ mới ngẫm lại và sốc khi Setsu đã hộ vệ cho cô suốt chặng đường lại chính là dũng sĩ 5 năm trước đã chấm dứt cuộc chiến. Setsu lúc này vẫn đang bán mực chiên cho người trong làng và Juji nhận thấy Levia có lẽ cũng đã thích Setsu. Cô vẫn nghĩ là không thể nào thì đột nhiên người tướng lĩnh kia chạy đến và rồi hơi quê khi chẳng có gì bị tấn công ở đây cả anh ta là Brad và là cận vệ số một của Ma Vương. Sau khi tiệc tàn, Brad đã đến gặp Levia và rồi cũng nhận ra cả Sesu sau kia. Sesu thắc mắc sao Brad lại không canh chừng ở lâu đài Ma Vương mà lại ở đây thì Brad cho biết là liên quan đến chiến tranh. Brad đã cúi đầu xin cả hai hãy cứu lấy Ma Vương. Ma Vương lúc này đã bị ép phải kết hôn với một kẻ là Terran. Ngoài mặt là kết hôn nhưng Ma Vương thực ra đang bị ép buộc bởi một lời nguyền từ chiếc vòng cổ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm vượt trên cả khả năng kháng nguyền của Ma Vương. Sự việc xảy ra vào một tháng trước và Sesu chẳng biết gì. Cụ thể là bên ma tộc cũng đã bị tấn công bởi mấy bộ giáp khổng lồ kia và chúng đã dương cờ của Vương quốc. Brass và quân đội đã chật vật để đẩy lùi địch và Ma vương đã cho sứ giả đến Vương quốc thì sứ giả lại không trở về. Và tên Terran kia đã lợi dụng lòng tốt của Ma vương để ép cô kết hôn với hắn và hắn sẽ nói với bên loài người dừng cuộc chiến lại. Theo lời Juji thì tên Terran kia là một thương gia lớn nhất thế giới và là người đứng đầu thương hội và là chủ của đống tàu đang hiên ngang băng qua biển của ma tộc kia, vì bên ma tộc cũng có cần đến thương hội nên Ma vương chỉ còn cách lệ thuộc vào hắn. Setsu tức giận vì tướng quân như Brad lại không làm gì để bảo vệ Ma Vương. Nhưng Levia cho biết Ma Vương làm đến vậy là để bảo vệ lời hứa hòa bình mà Setsu đã làm nên. Cũng chính vì vậy nên Levia và Setsu quyết định sẽ giúp cô bằng mọi giá. Cả hai sau đó đã chạy đi bằng lối mòn mà họ đã dùng để tập kích Ma Vương ngày trước. Nhưng giữa đường thì cả hai đã bị quái đuổi đến. Brad trước đó đã cho biết là lễ cưới sẽ sớm được tổ chức và tên Terran đó cũng có những cận vệ cực mạnh và còn có bố trí quái vật xung quanh đường đến lâu đài. Levia đã nhận trách nhiệm xử lý chúng thay cho Setsu. Levia vẫn thắc mắc là nếu tên Terran đó có khả năng ngăn chặn chiến tranh luôn thì sao cái đó thì Setsu đã có đối sách vì bên ma tộc nói là bị con người tấn công còn bên con người thì lại nói là bị ma tộc tấn công trước nên cậu nghi ngờ có bên thứ ba giàn dựng để châm ngòi cho cuộc chiến này Levia sau đó đã xử lý mấy con ma thú lao đến và cho rằng nếu lời Setsu là thật thì cô chẳng ngần ngại nữa mà sẽ ngăn bằng mọi giá lễ cưới này năm xưa cô gần như chẳng hứng thú gì việc trên mặt đất cho đến khi gặp Setsu thì cô đã thấy được vẻ đẹp của thế giới này nên giờ cô quyết tâm sẽ cùng Setsu bảo vệ hòa bình thế giới này bằng mọi giá. Cả hai giờ đây đã thấy được thành lũy của Ma Vương và quyết định làm vụ này cho thật hoành tráng. Và giờ ta gặp lại Ma Vương, cô năm xưa đã ra sức bảo vệ đồng bào. Và lúc cô thua trước Setsu thì cậu đã đưa tay ra hòa giải với cô và nhận lời kết giao hòa bình. Cho đến 5 năm trước, Brad báo tin là Setsu đã mất tích, thế là cô quyết phải giữ vững hòa bình đã hứa với Setsu. Và trong một lần đi dạo quanh thị trấn thì chiếc cài áo mà Setsu tặng cô đã hỏng nên Brad đã quyết định đi tìm thợ thủ công để sửa nó giúp cô vài tháng sau tin quân đội con người tấn công ma tộc đã đến tay ma vương cô đã cho người đi nghe ngóng thông tin bên con người nhưng một tháng sau đó vẫn chưa có tin gì báo về và người dân lúc này chỉ biết lo sợ việc chiến tranh sẽ tìm đến họ nhưng ai nấy đều tin ma vương sẽ làm được gì đó đột nhiên đúng lúc này thì tên teran đó tìm đến hắn nói là có cách để giải quyết chiến tranh giúp cô đó là bằng năng lực của đồng tiền và đồng thời cô phải trở thành vợ của hắn và phải đeo vòng cổ chứa lời nguyền lệ thuộc này vào Brad không đồng ý nhưng ma vương lại cần thời gian suy nghĩ nhưng ai cũng biết thời gian của cô chẳng còn nhiều. Brad đã đến gặp Ma Vương và xin cô đừng nhận lời vì anh và các cận thần đều sẵn lòng chiến đấu vì cô. Nhưng nghe vậy thì cô lại càng không thể chấp nhận. Còn với tên Terran, hắn hiện đang bắt tay với một tên bí ân và tên này hợp tác với Terran chỉ là để nắm được Ma Quốc trong tay. Đến ngày diễn ra lễ cưới, Ma Vương trong bộ váy trắng đã tiến vào lễ đường. Bên con người thì vui vẻ còn bên ma tộc thì chẳng thể vui nổi. Tên Terran đã lấy chiếc vòng ra để trao cho Ma Vương. Còn cô thì chỉ ước được gặp lại Sesu một lần nữa. Ngay lúc tên Teran đọc xong bài diễn văn của mình và chuẩn bị trao dây chuyền cho Ma Vương thì Setsu đã xông vào, nhìn khí chất và thanh kiếm thì Ma Vương đã nhận ra cậu ngay. Setsu đã xông vào để cứu Ma Vương và tên Teran đã cho thuộc hạ ra đối phó, nhưng Levia đã xử lý chúng thay. Tên bí ẩn kia đã ra trận chiến đấu và làm khó được Levia, Setsu buộc phải vào can thiệp và tên này biết cậu là ai. Hắn định về báo cáo lại cho chủ nhân của hắn nhưng Setsu không để hắn đi dễ như vậy. Hắn liên tục bị cậu chặn đường nhưng sau cùng thì hắn vẫn ưu tiên trốn về hơn nên đã chạy thoát được. Ma Vương đã vui mừng chạy đến ôm lấy Sét nhưng Levia đã cắt ngang buổi tâm tình này. Cả nhóm sau đó nhận ra mấy tên Levia sử là lính tạo ra bởi chú Nguyền và Sét đã chắc chắn tên Toma là kẻ đứng sau vụ này. Ma Vương quyết định sẽ một lần nữa giúp Sét nhưng cậu giờ còn phải đi gặp một người nữa chính là thú vương của vương quốc thú nhân. Grace và Juji lúc này cũng đi đến. Juji đã giao lại hàng cho Sét và cậu đã đích thân trao lại nó cho Ma Vương một lần nữa. Nhìn cứ như một lễ cưới thật sự. Sáng hôm sau, quân đội Ma Vương đã dọn dẹp lại lễ đường. Còn Setsu thì lên đường cùng Levia và hứa là sau khi lấy lại hòa bình lần nữa thì cậu sẽ dẫn Ma Vương đi chơi thỏa thích. Juji cũng sẽ ở lại đây vì cô được Ma Vương cấp phép cho mở cửa hàng trên Ma Quốc này. Brad muốn Setsu cứ gọi cho họ nếu cần giúp đỡ và cậu hứa là sẽ làm vậy. Setsu và Levia sau đó đã lên đường và sẽ sớm trở về với Ma Vương. Năm xưa, lúc Yuhi lần đầu gặp được Yuki hay đúng hơn là Setsu. Ấn tượng của cô về cậu là một người khó gần và dễ giận. Nhưng dần dà thì cô đã thay đổi cái nhìn về Setsu và cùng cậu lớn lên nhưng khi sắp đến kỳ thi chọn trường thì Setsu đã có nói một câu khiến cô giận, đó là cả hai không cần thiết phải chọn chung một trường để rồi học không hợp với trường đó thì lại khổ sở. Setsu nghĩ lời đó sẽ khiến Yuhi giận, nhưng cô nhờ đó lại có động lực để chăm học hơn. Nhưng kết quả của cô vẫn khá lẹt đẹt và tệ. Vừa từ trường luyện thi về thì cô đã bị vài tên gạ gẫm nên Setsu phải đến giúp cô. Cô đã phải thú nhận rằng bản thân cố gắng học như này là để được học chung trường với Setsu. Nghe vậy thì cậu đã quyết định sẽ giúp cô, nhưng cậu dặn trước là cậu dạy rất nghiêm và sẽ không dừng kể cả cô có than vãn. Quay về hiện tại, Iuhi vẫn đang luyện tập ma pháp rất tốt, có thể xem là tốt nhất lớp. Cô sau đó đã đi tìm Elka và Gren để xin cả hai cho cô một khóa luyện tập đặc biệt. Vì cô muốn sớm mạnh lên nhiều nhất có thể để được đứng cạnh chiến đầu cùng Setsu, Elka và Gren cũng mong muốn điều tương tự. Elka tối đó đã cho Iuhi xem khung cảnh hòa bình mà Setsu đã tạo nên đây, và họ. Những người ở phía sau đều đang muốn được tiến lên để đứng ngang hàng với cậu, và Elka muốn xem thử quyết tâm của Yuhi đến đâu. Cô đã rút kiếm ra và lao đến chiến đấu với Yuhi. Iuhi đã dùng trượng để chặn đòn và lùi lại. Elka đã phóng ra gai băng và Iuhi ngay lập tức dùng lửa để thiêu dụi nó. Elka thừa nhận Iuhi là một cá nhân xuất sắc trong những người được dịch chuyển đến đây, nhưng để đứng cạnh Setsu thì cô vẫn còn thiếu quyết đoán. Elka sau đó đã đưa cô đến chỗ cống ngầm, nơi vốn được dùng cho bài kiểm tra cuối cùng cho các dũng sĩ, nhưng Elka được đặc cách tham dự trước. Một con ngạc ngư sau đó đã ngoi lên và đối mặt với Iuhi. Elka đã để cô tự mình chiến đấu cô đã dùng lửa để thiêu dụi con cá sấu và nghĩ là đã hạ được nó nhưng nó đã lao lên tấn công và cào trúng tay cô. cô đã bắn trả nó một phát vào miệng và elka thừa nhận iuhi đã mạnh ngang ngửa cô nhưng thứ iuhi còn thiếu chính là cái gan để lấy mạng kẻ thù. nếu cô không lấy mạng kẻ thù thì đồng đội của bản thân sẽ chết. mỗi người đều có một lý do để chiến đấu và liều mạng vì lý do đó. elka sau đó đã xử luôn con cá và rời đi còn iuhi thì bất lực vì thứ bản thân còn thiếu. lúc cô ngồi thẫn thờ trong phòng thì tia đã tìm đến để chữa trị vết cào trên tay. Tia đã cho Iuhi vài lời khuyên và hỏi cô lý do cô muốn trở thành sức mạnh của Setsu cô cho biết việc Setsu đã giúp cô rất nhiều ra sao khiến Tia tin là Iuhi rồi sẽ sớm tìm ra được quyết tâm cho bản thân và khi Setsu biết được thì cậu cũng sẽ phải tôn trọng quyết định của cô Tia sau đó ra ngoài và cho rằng Elka không cần phải lo Elka biết Iuhi rất mạnh và đủ để tự bảo vệ bản thân nhưng để mà mạnh để đi theo Setsu và chiến đầu cùng cậu thì chỉ mạnh thôi là chưa đủ nhưng Tia tin là Iuhi sẽ tự lo được Green sau đó cũng có gặp Yuhi và cô đã hỏi Green về lý do anh ta chiến đấu. Green ban đầu là chỉ muốn dẫm đạp lên người khác và bảo vệ đồng đội của mình, nhưng dần dần thì việc dẫm đạp lên kẻ khác đã không còn mà chỉ còn mong muốn bảo vệ người khác. Anh tin Yuhi rồi cũng sẽ sớm tìm ra mục tiêu chiến đấu cho bản thân. Cô sau đó đã đi luyện tập và rồi tung ra được một đòn cực mạnh khiến ai nấy đều thấy được. Yuhi sau đó đã cùng Elka xuống cống ngầm một lần nữa. Yuhi đã hạ quyết tâm nên muốn được làm lại cô lại chạm mặt con cá sấu nhưng cô chỉ tung ra một chiêu hỏa cầu cực lớn và đánh gục con cá sấu nhưng cô chỉ dùng chiêu vừa đủ để khiến con cá sấu không chết mà chỉ không thể cử động trong thời gian ngắn cô vẫn giữ kiên định với quyết tâm sẽ không giết bất kỳ ai của mình và elka cũng đành chấp nhận quyết tâm đó của cô hôm sau cả lớp đã được Green công nhận và sớm cho lên đường đến ma quốc để chiến đấu ai nấy đều hơi nản vì chưa tập được nhiều nhưng Yuhi thì khác và giờ cô đã tự tin bước lên ngang hàng với nhóm Elka. Trong lúc đó, Setsu và Levia đang đi xe ngựa để đến vương quốc thú nhân. Setsu cho rằng Levia đang khá lười vì cô có thể dùng phép dịch chuyển để đi cho lẹ. Nhưng cái đó hao ma lực lắm nên cô không thích xài mà sẽ chỉ giúp cậu khi đến cảng. Cô sau đó đưa tay ra đòi bánh tiếp thì đột nhiên xe ngựa dừng lại. Có hai chị em ma tộc cũng lên xe và Setsu bất ngờ nhận ra cô chị là người học trò chuyên khóc nhè hồi trước của cậu. Alize, lúc lên xe, Setsu đã giải thích cho Levia biết về việc của Alize. Rằng cậu có chu du với cô một thời gian trước đây và chỉ dạy cô vài thứ nhưng không nhận cô làm đệ tử bao giờ. Còn cô bé đây là Aimer em gái kết nghĩa của Elias. Elias thắc mắc về lý do cậu biết mất suốt 5 năm qua và ai nấy đều muốn nghe nên cậu đành kể. Ai nấy đều nghe hơi khó tin nhưng vì là xét nên điều gì cũng có thể xảy ra. Cậu cho Elias biết là giờ cậu đang đến vương quốc thú nhân nên nếu không phiền thì cô hãy giúp cậu. Cô rất muốn thế nhưng giờ bản thân cô đang gặp rắc rối. Cụ thể là từ khi cậu biến mất thì cô đã nhận ủy thác diệt quái để rèn luyện và cô vừa nhận ủy thác diệt rồng. Cô đã đến một ngôi làng và được đưa đến nhà của Aimer đây để trú tạm. Nhà này vốn dĩ là của một người khác. Người đó đã tìm được và đưa Aimer về nuôi và xem Aimer như em gái. Nhưng từ khi con rồng xuất hiện thì anh trai cô đã biến mất, thế là Elias đã quyết định làm chị gái của Aimer. Setsu nghi ngờ anh trai của Aimer đã hẹo nhưng Elias không cho là vậy. Vì thời gian sau đó, dân làng liên tục mất tích mỗi khi con rồng xuất hiện. Có thể là họ bị con rồng giết rồi nhưng không đúng. Nếu bị giết thì dấu vết chiến đấu vẫn phải có. Nhưng đằng này họ mất tích như thể bị bắt đi, Elias đã thử dụ con rồng đến và bảo Aimer hãy đi trốn tạm cô sau đó đã chạm mặt con rồng và sớm giao chiến với nó. Cô thành công đâm vào tay nó khiến nó phải bỏ chạy, dù đã cố đuổi theo nhưng cô vẫn sớm mất dấu con rồng. Vậy mà khi trở về làng, cả làng đã gần như mất tích không một dấu vết, chỉ còn mỗi Aimer mơ còn sót lại trong làng. Và đến sáng thì cả hai đã lên đường rời đi tìm thêm manh mối và chạm mặt cả hai trên xe ngựa đây. Levia thấy đây quả là chuyện lớn. Elise muốn tìm lại anh trai cho Aimer và để cô bé sống hạnh phúc ở làng kia. Sesu quyết định giúp cả hai vụ con rồng này. Levia cho rằng vụ này có thể là liên quan đến xác sống và trong làng có một kẻ là chiêu hồ sư nhưng Aimer cho biết trong làng không có vụ đó cô lại lái sang tiên cá dùng giọng hát mê hoặc người như làng kia ở trên rừng cô vẫn cãi cùn là tiên cá thích đồ ăn trên cạn thì sao Aimer cho biết cư dân biển sẽ có mùi khác với trên cạn nên cũng không phải ý nói vậy không có nghĩa là cả Levia cũng có mùi đâu Setsu thì lại sàm lờ ra người ngoài hành tinh và ufo này nọ Levia phải gõ một cái để cậu nghiêm túc dùng Cậu thắc mắc không biết Levia có sức mạnh khiến cả làng bay màu được kiểu vậy hay không vì cô cơ bản cũng na ná con rồng, nhưng cô không thích việc bản thân bị đánh đồng với con thần lằn đó. Đột nhiên người lái xe báo là phía trước đang có nước chảy xiết nên không đi được. Thế là cả nhóm đành ngồi lại bàn thử, họ không biết thứ gì đã dụ con rồng đến. Có thể là ma lực đã dụ con rồng đến. Vậy ma lực đó từ đâu ra? Setsu nhớ ra là phép dịch chuyển sẽ tạo ra rất nhiều ma lực. Và phép dịch chuyển có vẻ là thứ khả quan nhất để giải thích cho sự biến mất của dân làng nên giả thuyết đặt ra là có vẻ đã có ai đó dùng phép dịch chuyển để đưa dân làng đi và con rồng bị ma lực từ phép đó thu hút mà mò đến nhưng phép đó cần có người thi triển và người có ma lực bình thường cũng cần đến vài năm để thực hiện được và setzu đang ám chỉ việc aimer là người đáng nghi ở đây chưa kể ban nãy aimer còn biết về chân dạng của levia là thần biển trong khi cậu chưa hề nói ra cho cả Elias. và levia cũng không để dò dỉ ma lực để bị nhận ra biết bản thân đã bại lộ nên aimer đã lật bài luôn và phá tan xe ngựa Cô ta sau đó biến thành con rồng và bắt đầu giao chiến với nhóm Sesu. Cậu bảo Elias hỗ trợ cậu như một đệ tử thực thụ. Cô đã đến đứng cạnh Sesu và cậu đã lao lên rồi mượn sức mạnh của Levia để chém đứt đòn khạc lửa của con rồng. Con rồng tính chạy thì cậu cho Elias lao lên dứt điểm. Cô đâm một nhát vào đầu con rồng khiến nó tan biến hoàn toàn. Sesu và Levia sau đó đã rời đi và để Elias lại lục địa kia. Do cậu muốn Elias làm cho xong nhiệm vụ ủy thác, Elias lúc này đã về lại căn nhà đó và khá nhớ những ký ức cùng Amer nhưng cô ta vẫn chưa chết mà quay trở lại đây cùng đám ma thú. Cô ta đã biến dân làng thành ma thú và đồng thời cũng thành những tên lính khổng lồ kia. Cô ta cho biết bản thân là một thuộc hạ của Toma và Elias lúc này chắc cũng lành ít dữ nhiều. Trong lúc đó, ở một ngôi làng thú nhân, ta gặp được Sironico. Cô là một người chuyên giúp dân làng diệt quái nên rất được người dân yêu quý. Dân làng cứ có gì thì đều sẽ cho cô một ít. Ai nấy đều biết cô có một người em gái bị bệnh nên càng muốn giúp cô hơn để em gái cô sớm khỏi bệnh và cô có thể đi giúp dân nhiều hơn. Lúc về đến nhà, ta gặp được em gái của Sironico là Minico. Cô bị một căn bệnh rất lạ mà đến giờ chỉ có thuốc để giảm nhẹ triệu chứng chứ không thể chữa được hoàn toàn. Dù đã uống rất nhiều thuốc nhưng đến giờ cách chữa vẫn chưa được tìm ra. Và tôi có một câu hỏi, tại sao cô em gái lại đầy đặn và nhìn giống người tốt hơn cô chị vậy? Sironico sau đó đã đến tìm một cô chị để xin thêm thuốc và cũng nhận được thêm ủy thác mới. Ủy thác lần này là San Sesu và nếu thành công thì thù lao sẽ đủ để trang trải cả đời cho hai chị em. Vừa dứt câu thì Sesu và Levia đã đến đây. Sironico đã cúi đầu ra về và để ý đến Setsu. Tối đó, sau khi cho em gái ăn xong thì Sironico đã bảo em gái nghỉ ngơi do cô còn một việc nữa. Và ta nhận ra em gái cô cũng đang đeo vòng cổ lệ thuộc mà tên Teran suýt đeo cho ma vương trước đó. Đêm đến, Setsu và Levia đã ngủ thì chị chủ trọ đã ra báo cho Sironico hành động. Cô vừa tiến vào phòng của nhóm Setsu và sắp ra tay thì chém trúng gối. Té ra cậu đã dùng phép ảo ảnh từ trước và rồi vòng ra sau suốt bay Sironico đi cậu sau đó lao theo và syroneko đã hóa tay thú ra để tấn công thì bị cậu chặn được và vả cho một cái bay đi. cậu sau đó nhận thấy kẻ chủ mưu ở gần đây và trên người syroneko thì có chú nguyền. cậu sau đó đã đưa cô về nhà và khi cô tỉnh lại thì em gái cô chỉ nghĩ setsu là người đã giúp khi thấy cô bất tỉnh ngoài đường. setsu cho biết em gái của cô không bị bệnh mà đang dính chú nguyền. cậu sau đó thấy chiếc vòng kia thì liền tìm cách tháo ra. nó khá khó để tháo nên cậu đành rút một thanh kiếm có miệng ra. thứ này sẽ hút đi ma lực từ chiếc vòng và giúp cậu dễ dàng tháo nó ra nhưng một phi giao bay đến buộc Sironeko phải chặn cho Setsu. À chủ trọ đã mò đến và muốn lấy mạng Setsu về cho Toma. Levia đã tung chiêu đánh bay ả à và quyết định sẽ tự mình xử lý ả à này. Cô ta cho rằng thần biển như cô ở trên bờ thì làm ăn được gì. Ả à, ta đã phân thân và đồng loạt lao lên nhưng Levia cho biết cô ở đâu thì ở đó là biển. Cô xử được hết đám phân thân và rồi Sironeko đã ra để cố thông não ả à chủ trọ. Nhưng ả à chưa từng xem Sironeko như em gái. Thế là Levia đã cho ả à một cú và rồi hỏi mục đích của tên Toma là gì hoặc chết. Ả à, ta cho biết là Toma đang định trở thành thần và xóa sổ hết các chủng tộc khác trên thế giới. Ả à, sau đó đã nhân cơ hội trốn đi và Setsu cũng đã xong việc. Cậu biết bản thân cần ngăn Toma lại bằng mọi giá. Nhìn hai chị em hạnh phúc với nhau như này thì cậu cũng đã phần nào yên tâm. Sáng hôm sau, Levia liên tục than vãn về việc tối qua chẳng được nghỉ ngơi tí nào. Đột nhiên hai chị em Sironeko đã đứng chờ cậu ở bên sông nên cậu cho lái thuyền tấp vào một chút. Cả hai biết Setsu đang đến gặp thú vương nên muốn đi chung vì họ cũng muốn gặp lại Ả à chủ trọ kia một lần nữa thế là Setsu đành để cả hai theo. Năm xưa, con gái của thú vương là Zoa từng được Setsu huấn luyện, do cô nhóc không cam tâm trở thành thuộc hạ của Setsu, nhưng cậu chưa từng nói đến việc sẽ trở thành chủ nhân của nhỏ. Quay về hiện tại, thú vương lúc này đang nghe tranh cãi về việc nên làm trong cuộc chiến sắp tới, nhưng đang chán với cuộc tranh cãi thì anh ta ngửi được mùi quen nên bảo con gái Zoa ra tiếp đón. Setsu lúc này đang bị cản lại ở cửa do quân lính không biết đến cậu, nhưng Zoa đã lao ra và tiếp đón Setsu nhỏ đã chạy đến ôm lấy Sesu và định nhân cơ hội cắn lén cậu thì bị cậu vật ra đấy. Zoa thấy cậu vẫn như ngày nào nên đã ôm lấy tay cậu mà đưa vào, vừa vào trong. Thú Vương đã vui mừng khi gặp lại Sesu và cậu vẫn tiếp đón anh ta bằng một cú vật. Cả hai là bạn của nhau năm xưa và Thú Vương nhận thấy Sesu đã thay đổi khá nhiều nhưng khí chất vẫn vậy. Và để mừng việc Sesu trở lại thì anh ta muốn tổ chức yến tiệc, Thú Vương muốn tranh thủ đấu với Sesu một trận nhưng cậu từ chối vì giờ còn việc lớn phải lo. Thú Vương cũng biết chuyện trận chiến sắp xảy ra và cả tên Toma kia. Và Setsu cho biết tên Toma cũng đã để mắt đến thú quốc này rồi vì nhìn vụ của Shironeko là rõ, thú vương cho rằng nếu người anh em của mình cần giúp đỡ thì anh ta cũng không ngần ngại ra tay. Nhưng một tên tướng lĩnh là Luga tìm đến, thanh niên này vừa là tướng lĩnh vừa là hôn phu của Zoa. Thanh niên này không chấp nhận việc giúp đỡ Setsu vì chẳng có gì đảm bảo cậu biến mất 5 năm và giờ vẫn còn là đồng minh của thú quốc nữa. Dù thú vương có tin Setsu thì những người khác cũng không. Vậy cách để thú quốc thống nhất ý kiến là gì? Chỉ có thể là giao đấu. Luga đã tuyên bố thách đấu Setsu và người thắng sẽ có cả quyền ra yêu cầu với thú vương và cả Zoa Luga đã hẹn Setsu ngày mai. Ai nấy đều trông chờ vào việc Setsu sẽ thắng. Thú quốc khá khắt khe trong vụ giao đấu nhưng cũng nhờ việc giao đấu này mà dễ thuyết phục người khác hơn. Tối đó, Zoa đã đến tìm Luga và muốn Luga bỏ cuộc giao đấu vì ai cũng biết Setsu mạnh đến mức nào. Luga biết bản thân không dễ gì thắng được Setsu mà chỉ muốn xem thử chênh lệch của cả hai đến đâu. Với cả Luga cũng đã được một vị thuật sư cho một dấu ấn để tăng sức mạnh nên rất tự tin. Luga quyết làm mọi thứ để có thể bảo vệ được Zoa, cô đành ra về vì biết bản thân chẳng khuyên được tên cứng đầu này. Cũng vì vậy mà cô chẳng thể ưa hắn, sáng hôm sau, trận quyết đấu đã diễn ra, Setsu thấy vụ này chưa gì đã thành sự kiện lớn. Đơn giản là vì thú nhân thích mấy kiểu quyết đấu này nên kéo đến xem đông cũng chẳng có gì lạ. Nhìn Zoa và Setsu thân thiết đến vậy khiến Luga càng cay hơn, thú vương sau đó đã tuyên bố bắt đầu thì Luga đã lao lên giao chiến. Nhưng su ao trình ra hắn và vòng ra sau. Luga tung ra phong trào thì bị su đánh bật ngược lại, Cậu muốn Luga đánh tử tế thì hắn đã biến thành chân dạng đích thực, nhưng biến thành thì cũng bị Setsu tóm đuôi vật một cái nhẹ. Ao trình ra hẳn khiến Setsu phải bảo thú vương cho kết thúc được rồi. Nhưng Luga đã tức giận mà dùng đến ấn chú trên tay kia và thực sự nó chẳng tốt đẹp gì khi bắt đầu thao túng tâm trí của Luga và rồi biến hắn trở nên điên loạn. Hắn từ lâu đã chẳng ưa gì Setsu vì cậu đã cướp đi Joa của hắn. Luga căm hận Setsu đến xương tủy và cơ thể bắt đầu dỉ máu do sức mạnh này. Setsu đã bị đánh bay và buộc phải lấy kiếm từ chỗ Levia để giao chiến cậu chém đứt tay hắn thì hắn mọc lại được. Setsu muốn tìm cách cứu Luga và nhờ Zoa câu giờ cho cậu để cậu dùng thanh kiếm kia hút sạch nguyên chú đi, nhưng Toma lúc này đã ra mặt. Hắn cho Luga bay mất ảnh đại diện và đến chào Setsu một câu. Hắn bộc lộ rõ bản chất Iander khi chỉ muốn được ở cùng Setsu và làm mọi thứ để đưa cậu lên ngôi vị thần. Và cách hắn chọn là tận diệt hết chủng tộc khác và những con người xung quanh Setsu, cậu tất nhiên là éo ưa gì tên Iander này. Cậu chỉ biết là nếu Toma hại người vô tội thì cậu sẽ xử Toma. Thomas cho cậu hay là cuộc chiến giữa con người và ma tộc đã bắt đầu và xem thử liệu Setsu có thể ngăn cản được hết hay không. Thomas sau đó đã rời đi còn Luga thì hết cứu. Thú Vương thấy bản thân đã sai khi chấp nhận trận quyết đấu, nhưng Thú Vương không có lỗi. Setsu quyết định sẽ sớm lên đường và Thú Vương cho biết bản thân sẽ sớm chuẩn bị quân binh và lên đường trợ giúp sau. Cậu sau đó đã đi gặp Joa, cô vẫn còn buồn chuyện của Luga, nhưng cô đã tự mình vượt qua và để mấy thứ ủy mị qua một bên vì vẫn còn chuyện cần làm. 10 năm trước, lúc Setsu và một thanh niên tóc trắng mà dám cá là Toma được triệu hồi đến thế giới này. Sesu đã được yêu cầu hãy cứu lấy nơi này, nhưng cậu đã rất tức giận vì họ dám triệu hồi cậu một cách tùy tiện như vậy mà chưa có sự đồng ý từ trước của cậu. Với cả họ cũng đang cố đùn đẩy trách nhiệm về thế giới của chính họ lên đầu cậu. Sesu sau đó đã đi luyện tập chăm chỉ còn Toma không hiểu sao cậu vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Cậu cho rằng dù họ có hiểu được chuyện đang xảy ra ở đây hay không thì ưu tiên trước mắt vẫn là nên mạnh hơn đã. Toma rất sợ việc phải tham gia vào chiến tranh tự nhiên bị đưa đến một nơi xa lạ, buộc phải tranh cướp sinh mạng với những kẻ mà bản thân còn không biết để nhận lại thì bản thân còn trả rõ. Nhưng Setsu cho rằng đó càng là lý do để cả hai không nên ngồi yên và chẳng làm gì. Setsu muốn cùng Toma sống sót và vượt qua mọi chuyện. Setsu đã nói với Toma rằng cả hai sẽ cùng nhau chấm dứt chiến tranh. Vì cả hai là những dũng sĩ từ thế giới khác nên muốn biết ngăn được chiến tranh hay không thì phải thử. Và vì là đồng hương nên Setsu hứa là sẽ bảo vệ Toma. Không lâu sau thì Setsu đã mạnh lên kha khá và lên đường rời đi ngắm nhìn thế giới. Còn Toma thì vẫn hơi sợ nên cả hai đã hứa với nhau là khi nào mạnh lên thì cả hai sẽ lại gặp lại nhau. Setsu sau đó đã lên đường cùng với đội của cậu. Toma ở sau nhìn theo thì chỉ cố để thực hiện lời hứa mà cả hai đã đặt ra một thời gian sau. Toma đã sớm mạnh lên và rồi được nhà vua ban cho tước kỵ sĩ và danh hiệu dũng sĩ Bạch Ngân. Cậu ta cũng có cho riêng mình một đoàn kỵ sĩ nhỏ và họ lúc nào cũng hết lời ca ngợi Toma. Toma tin bản thân đã tiến gần hơn đến với lời hứa cùng Setsu. Và rồi cả hai nhất định sẽ kết thúc cuộc chiến này đoàn của Toma đều mong cậu sẽ đạt được vì họ sẵn sàng hiến dâng tính mạng này vì cậu ta. Một thời gian sau, Toma cùng với kỵ sĩ của vương quốc đã tấn công vào thành trì của quỷ tộc, cả đoàn đã thành công tấn công đến được nơi sâu nhất của thành trì. Dù đối thủ đã đầu hàng để được giữ mạng sống nhưng vì muốn kết thúc chiến tranh nên Toma đã nhẫn tâm giết hết toàn bộ. Cấp dưới của cậu ta nhìn thì cũng hơi giận nhưng cậu ta đã bảo họ sắp xếp để trở về. Đang định rời đi thì tiếng nói trong bức tượng phía sau vang lên, chiếc vòng trên bức tượng tỏa ra hàng đống tà khí. Nó nói bên trong Toma lúc này toàn là sự đố kỵ tuyệt vọng và sự căm phẫn của kẻ yếu nhược, Toma không quan tâm mà muốn bỏ đi. Nhưng nó lại nói là nó thấy được khao khát trong tim Toma và nếu Toma muốn thì nó sẽ ban cho cậu ta sức mạnh để thực hiện ước muốn sâu trong tim mình. Có vẻ như sự khao khát muốn được cùng chiến đấu với Setsu đã khiến cho Toma không kiềm lai được mà nắm lấy sức mạnh nó. Sau một thời gian chiến đấu ngoài chiến trường thì đoàn kỵ sĩ của Toma đã ra đi toàn bộ. Quả thật họ đã không dối trá khi bảo là sẽ sẵn sàng hy sinh vì Toma. Đang vật vờ không biết nên làm gì tiếp theo thì Toma nhận được lời triệu tập của quốc vương họ thông báo đình chiến vì hòa bình đã được thiết lập và toàn quân phải tạm thời đình chiến đoàn đại sứ hòa bình đó sẽ sớm đi ngang khu vực này nên toma phải đảm bảo an toàn cho bọn họ toma ngay sau đó đã thấy xe của đoàn đại sứ và không ngờ rằng những người ngồi bên trong đoàn đại sứ đó lại có cả xét ma vương thú vương và cả quốc vương của nhân loại sau đó đã cùng ngồi lên bàn để ký hiệp ước hòa bình và khi hiệp ước được ký kết thì mọi người bắt đầu mở tiệc ăn mừng và liên tục gọi tên của xét tối hôm đó toma chủ động đến tìm xét để nói chuyện Toma không ngờ Setsu có thể sớm thiết lập được hòa bình như này. Nhưng cậu chỉ đơn giản là đi đây đi đó rồi tùy hứng làm những gì mình thích. Cậu cũng khen ngợi Toma vì trong thời gian cậu đi thì Toma cũng đã vĩ đại đến mức này. Tuy nhiên chưa kịp nói được bao nhiêu thì những bạn đồng hành của Setsu đã cùng gọi cậu xuống dưới nhập tiệc. Cậu tạm biệt Toma để xuống dưới kia. Đột nhiên Toma đã gọi Setsu ở lại một lúc. Cậu ta bảo rằng bản thân đã mạnh và đi nhiều nơi rồi nên Setsu có muốn cùng nhau trở về thế giới cũ hay không vì cậu ta đã tìm được cách. Tuy nhiên có vẻ như Sesu vẫn chưa muốn vì hòa bình chỉ mới được thành lập, đã thế còn nhiều nơi cậu vẫn chưa đi hết. Nhưng cậu tin Toma khi trở về thì cũng sẽ sống tốt. Nghe thấy điều đó làm cho Toma cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi một lần nữa. Viên đá trên thanh kiếm liên tục xúi dục và kích thích lòng đố kỵ của Toma. Cậu ta đã vô tình kích hoạt viên đá trên thanh kiếm. Cậu ta đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nếu Toma không thể có được Sesu vậy thì cậu ta sẽ phá hủy tất cả mọi thứ cản trở, thậm chí tiêu diệt luôn cả quỷ tộc thú nhân và cả nhân loại. Setsu đã ngay lập tức rút kiếm ra chặn đòn và cho rằng Toma nên tỉnh lại nhưng Toma nhìn những người dưới kia và cho rằng Setsu đã bị họ tẩy não nên cậu ta sẽ loại bỏ hết những con người đó đến khi chỉ còn lại cả hai trận chiến giữa Toma mà và Setsu đã diễn ra và khi cả hai chém chúng người kia thì một phản ứng ma lực đã xảy ra và Setsu lúc đó đã biến mất còn Toma thì lê lết trở về lâu đài quỷ tộc lần trước và vứt bỏ viên đá đi cậu ta thấy bản thân dù đang hấp hối thì cũng chỉ có sự đơn độc viên đá bên cạnh đột nhiên phát ra một luồng ma lực lớn và cho cậu ta thấy được vài khung cảnh tại cơ sở nghiên cứu nào đó có một nhóm người đã dùng nhiều thiết bị nghiên cứu lên cả con người quỷ tộc và cả thú nhân những người đó liên tục bị thí nghiệm một cách vô nhân đạo và nhìn thấy những người kia tuyệt vọng như vậy đã khiến toma cảm thấy đồng cảm thế là ngay sau đó toma đã di chuyển tới nơi đó để phá hủy cả cơ sở và trả lại tự do cho bọn họ nếu có thể thì mọi người có thể cùng toma phá hủy đi cái thế giới chỉ có nỗi tuyệt vọng này có vẻ như mọi người đều chung cảnh ngộ nên ngay lập tức đồng ý đi theo toma và đó là cách bốn thuộc hạ của toma xuất hiện lúc này hàng loạt tàu chiến của quân đội của nhân loại đã đến sớm đến được trước lục địa quỷ và họ đã sẵn sàng để đổ bộ cuộc chiến lần này là theo mệnh lệnh của quốc vương và tướng quân muốn quân lính hãy cho ma tộc biết được sức mạnh của nhân loại là như thế nào nhóm của yuhi lúc này đã sớm dò được ma lực của toma ở trên lục địa quỷ nhưng vấn đề ở việc là họ giờ chẳng thể nào khuyên can những tướng lĩnh lại được vì nếu bị tình nghi là gián điệp của ma tộc thì sẽ khá mệt Setsu thì vẫn chưa có phản hồi gì đến họ nhưng Yuhi tin là Setsu chắc chắn sẽ ngăn được cuộc chiến này, nên việc của họ bây giờ là câu giờ đến khi Setsu trở về và trận chiến này họ cũng phải cố để thương vong ít nhất có thể, cả nhóm đã sẵn sàng và ngay sau đó, hàng loạt tàu thuyền nhỏ được thả ra và tiếp cận bờ biển. Wren đã dẫn theo cả nhóm lẫn cả lớp của IUHI theo sau và muốn đi tạt cánh để vòng vào trong. Quân lính tràn lên thì bị đội quân ma tộc bắn trả bằng ma pháp, nhưng phe con người cũng có pháp sư trên chiến hạm để bắn trả lại vào trong. Tường thành của ma tộc sớm bị phá hủy và lính hai bên đã bắt đầu giao chiến. Nhóm IUHI lúc này thì đã ở một bên cánh và Green dặn là họ không cần phải đuổi theo những kẻ đã bỏ chạy hoặc mất khả năng chiến đấu chỉ cần đâm thẳng và đột phá vào bên trong nhóm green đã đi trước nên cả lớp cũng chỉ còn biết làm liều mà đánh luôn thay vì trần trừ một cô bạn bị bỏ lại và suýt bị tấn công nhưng may là iuhi đã để ý và giúp đỡ quân đội ma tộc bị áp đảo thì liền phải quay đầu rút lui sang bên kia sông đám con trai trong lớp thì hạ được một người lính ma tộc và họ định kết liễu người này vì chiến tranh là giết hoặc bị giết iuhi cố cản lại vì người đã hết khả năng chiến đấu nhưng đám con trai lại cứng đầu không nghe và rồi đột nhiên một đống vòng phép xuất hiện và thả xuống đống bộ giáp khổng lồ lúc này một nữ kiếm sĩ tóc đỏ cũng xuất hiện và càn quét khắp chiến trường. Quân đội con người bị diệt bớt và Grain cùng Tia sau khi diệt được một tên thì đã nhận ra trong mấy bộ giáp này là con người. Họ sau đó chạm trán nữ kiếm sĩ tóc đỏ kia và rồi sốc khi nhận ra đây chính là Allies. Ả à ma tộc kia cũng xuất hiện. Ả ta tên thật là Melua và ả ta đã biến Allies thành con rối. Ả ta cũng muốn biết cả nhóm thành con dối cùng với Allies và tạo thành một tổ đội dối luôn cho đủ bộ. Elka đã tức giận mà lao lên trước thì ả ta để Allies ra chiến đấu. Allies đã hoàn toàn mất nhận thức mà chẳng nhận ra gì nữa. Melua sau đó đi sang một bên và cho những người còn lại có đối thủ, ả à ta đã lấy máu của bản thân vẩy lên mặt đất rồi biến chúng thành khối ma lực. Từ những khối dị dạng đó thì chúng bắt đầu biến thành những sinh vật gớm ghiếc, một con rắn, một con thần lằn, một con khỉ và một con rồng, con khỉ đã tìm đến Gren. Con rắn thì đến phá bĩnh trận đấu của Elka nên bị cô phóng cọc băng vào người. Gren thì đã tung chiêu đánh hạ con khỉ nhưng ả à Melua lại cho hai bộ giáp đến tấn công Gren. Tia phải ở sau dùng phép để sử dụng Gren hai bộ giáp lẫn con rồng, con thần lằn thì cũng đã được hy xử lý. Alice đã bị cho lao lên đánh nhưng Grain đã dễ dàng đánh gục và để Melua cho Elka. Cô xuyên được cho ả ta một nhát trí tử và cho rằng nội tạng của cô ta đã bị đâm trúng nên chết chắc rồi. Ả ta ngồi gục xuống nhưng ngay sau đó lại đứng lên. Vì cơ thể ả đã bị cải tạo nên nội tạng có nhiều hơn. Nhưng ả ta cũng biết giờ ả ta phải dùng đến con bài tẩy thì mới kéo cả nhóm chết chung được. Ả ta sau đó đã đổi sinh mạng thành ma lực để gọi ra một con chimera. Kế đến ả ta tự mình nhảy lên đầu nó và hợp nhất cơ thể với chimera ả ta đã xác định là bản thân sẽ chết ở đây nên muốn kéo cả nhóm đi theo ả ả ta sau đó đã cho ba đầu của chimera đồng loạt phóng ra tiên năng lượng iuhi và tia phải hợp lực mới chặn lại được nhưng ả muốn xem cả chặn được đến bao giờ nhưng đột nhiên một con bướm bay qua và ngay tức khắc Elise đã xiên cho melua một nhát từ phía sau không ai biết cô đã lên đó bằng cách nào và thoát khỏi khống chế ra sao nhưng Elise trong tim vẫn còn giữ tình cảm chị em với melua nên rất đau lòng vì hành động này melua chết thì con chimera cũng hóa đá theo còn Elias thì sau đó đã bất tỉnh nhưng vẫn còn sống. Và chưa kịp để cho cả nhóm hồi phục, một tên thuộc hạ mới của Toma đã tìm đến. Tên này ai nấy đều nhận xét là tương đối mạnh, nhưng Yuhi muốn tự mình đối phó với hắn xem như chứng minh cho thực lực của bản thân. Nhưng cô vừa mới khởi động ma lực thì nam chính ngầu lòi đẹp trai với thanh đại kiếm đã trở lại. Thú vương lúc này đã chuẩn bị xong quân ngũ và đã sẵn sàng để lên đường. Còn trong lúc đó, ai nấy đều vui mừng vì Setsu đã trở lại. Yuhi muốn cho Setsu thấy thành quả mà cô đã tập luyện với Elka suốt thời gian qua đó là làm ghế cho cậu ngồi nhưng cậu chỉ cần một đứa máu mờ trong đội chứ không cần đến người thứ hai cậu muốn họ cứ lùi lại và để cậu tiếp tên này cậu nhớ tên này là tên ở nhà thờ lần trước và hắn cũng vinh dự khi được cậu nhớ ra hắn hỏi cậu sao lại muốn bảo vệ cho lũ yếu đuối thì cậu đơn giản là thích thì làm dứt câu thì cậu đã lao thẳng lên chỗ hắn còn à chủ trọ lần trước thì đã càn quét quân lính ở một cánh và chạm mặt hai chị em thú nhân sironico vẫn muốn biết lý do à ta lại xấu xa như này và câu trước đó lại lặp lại chị may thích biết là không thể giải quyết chỉ bằng lời nói nên hai chị em quyết tâm sẽ đánh bại ả ta ả ta sau đó đã lao đến và hai chị em gần như chẳng thể làm gì thế là ả được đà cho mỗi người một cắt và nói rằng cả hai sau cùng cũng chỉ được có thể nhưng hai chị em lúc này đã tung ra chiêu thức kết hợp sironico thì sút vào chân để ả mất thăng bằng và để em gái lao đến đè ả xuống đất cứ nghĩ là hạ được thì ả đột nhiên mọc ra bốn cái tay và tóm được minico ả ta bắt đầu phá vỡ giới hạn và vung tay tấn công sironico cô vừa né được thì cánh tay đã vòng ngược lại để đấm cho một cú Sironeko sau đó đã phải cố chạy khỏi mấy cánh tay và rồi lao đến chạm vào em gái để sử dụng khả năng kết hợp. cả hai sau đó đã kết hợp lại với nhau và có sức mạnh gia tăng đáng kể. cả hai chỉ lướt nhẹ đã ra phía sau ả à kia. ả à tức giận lao lên và mọc ra thêm nhiều cánh tay để tấn công. nhưng cả hai đã xoáy thành một cơn lốc và cắt sạch mấy cánh tay đó và chỉ để lại bốn cái như ban đầu. ả à cũng đã bị thương nặng nên không còn chiến đấu được nữa. Ký ức về những đứa em năm xưa tràn về khiến ả à khá đau lòng. còn hai chị em thì chỉ nói một câu cuối trước khi rời đi. và ở một cánh khác quân đội ma tộc đang bị tên thuộc hạ cuối cùng của toma tấn công nhưng Zoa đã lao đến đấm một cú khiến hắn bay đi cả khúc cô không ngờ tên này cứng đến vậy đấm mà muốn đau cả tay ai nấy nhận ra cô là con gái thú vương nên lui lại cho cô tự xử lý cô không biết sao cơ thể hắn cứng vậy thì hắn cho hay là bản thân đã bị thí nghiệm cải tạo từ nhỏ tuy đau đớn nhưng đổi lại hắn có cơ thể cứng cáp này cô cho rằng hắn có vẻ cũng điên điên giống toma nhưng hắn không thích việc xếp của hắn bị chửi nên đã lấy việc luga chết nhảm ra sao để chọc tức doa cô đã tức giận mà lao đến đánh hắn Hắn thấy hơi ngứa mắt với tính cách thú hoang của cô nên đã tạo ra những hạt bụi đen. Khả năng của hắn không chỉ là cơ thể cứng cáp như sắt thép mà hắn còn có thể điều khiển luôn cả sắt thép. Hắn tạo ra hàng đống của bóng sắt và đập lên khắp cơ thể Zoa, cô bị thương nặng mà gục đi nhưng ngay sau đó lại tiếp tục đứng lên chiến đấu. Cô không chấp nhận việc lòng kiêu hãnh của thú nhân bị trà đạp nên đã dùng đến khả năng thiêu đốt sinh lực để liều mạng với hắn. Hắn đã hóa cơ thể thành sắt thép để chặn đòn, dù đánh vào hắn nhưng tay Zoa mới là thứ bị thương nhưng cô vẫn liều đến mức đấm nứt cơ thể hắn buộc hắn phải tạo ra cọc nhọn mà đâm khắp người Joa. Nhưng cô bẻ hết và đấm một cú cực mạnh vào vết nứt khiến hắn bị thương, có điều sau đó cô cũng hết sức mà gục. Con tên này thì đã ngưỡng mộ trước quyết tâm và sự thẳng thắn của cô nên đã chọn dùng năng lực để vá lại vết thương và chữa cho Joa. Hắn sau đó cũng gục và cô không hiểu sao một người như hắn lại đi phục vụ Toma. Hắn chỉ muốn cô tiếp tục sống với niềm kiêu hãnh của mình nhưng cô sẽ tôn trọng mà nhận lấy cả sự kiêu hãnh mà hắn đã để cho cô. Quay lại với Sesu cậu thấy tên này cứ liên tục chém mấy đòn qua loa, nhưng hắn đã lén lút để bóng của bản thân trói Setsu lại và lao đến tấn công, nhưng cậu dễ dàng thoát khỏi khống chế và chặn đòn từ hắn. cậu cho rằng hắn hoàn toàn không có cửa thắng, nhưng hắn giờ mới phải vác còn bài tẩy ra. hắn cũng đã kích hoạt phá vỡ giới hạn và khoác lên một bộ giáp. bộ giáp này sẽ bào mòn sinh lực hắn, nhưng hắn chấp nhận đánh đổi để chơi ngang kèo với Setsu. có điều ngay lúc cả hai lao đến nhau thì Setsu đã nhanh chân đổi hướng và chém trúng hắn một đòn. Có điều giáp của hắn hấp thụ được đòn chém vừa rồi nên hắn vẫn tự tin xu chẳng thể làm được gì hắn, nhưng cậu đã tỏa ra một luồng aura đỏ và rồi chém ra một nhát chém xé gió. Chiêu đó đã phá hủy bộ giáp và cả thanh kiếm của hắn. Cậu cho rằng hắn không cần đánh nữa, nhưng một kẻ sinh ra để chiến đấu như hắn thì chỉ có thể lao về phía đối thủ dù là bằng thanh kiếm gãy. Cậu đã cho hắn một đòn và gọi hắn là kẻ ngốc. Toma lúc này nhận thấy thuộc hạ đều đã bị hạ hết, nhưng cậu ta cũng đã đến được lâu đài của Ma Vương. Sesu thấy năng lượng hắc ám tỏa ra từ hướng kia thì cũng biết trùng cuối đã ra mặt. Levia lúc này đã chạy đến chỗ Ma Vương, cả hai đều nhận thấy thế cục đã nghiêng về phía họ, nhưng Toma đã xử hết lính trong lâu đài để đến được đây. Cậu ta muốn xem cả hai vùng vẫy ra sao trước khi Sesu đến. Sesu sau đó đã nhanh chóng chạy đến và thấy Ma Vương và Levia chỉ bị thương không quá nặng. Sesu chẳng còn gì để nói với Toma nữa nhưng cậu ta cho rằng khi bản thân hủy diệt tất cả và chỉ còn lại cả hai thì thứ để nói chắc chắn sẽ có rất nhiều. Sesu đã phải lao đến tấn công và đẩy Toma tránh xa khỏi hai cô gái. Toma thấy sức mạnh của Setsu vẫn như ngày nào nên đã hóa thanh kiếm thành mũi tên mà ném đi thì Setsu đã đánh bật lại. Nóc lâu đài bị phá hủy và Setsu thấy khởi động như vậy là đủ. Toma đã phóng ra thêm vài mũi tên nữa thì Setsu tung chém gió để chặn lại. Nhưng Toma đã dùng khoảng trống đó để chém gió lại Setsu khiến cậu dính đòn mà bị thương. Setsu sau đó đã lao đến chém bay kiếm của Toma, nhưng cậu cũng buông kiếm để đấm tay đôi cho sòng phẳng. Nhưng Toma lại thích dùng phép để giữ khoảng cách với cậu. Toma biết cậu có thể mạnh khi đánh tay đôi nhưng giờ cứ chơi đùa kiểu này thì sẽ chẳng đi đến đâu. Thế là Toma thu kiếm về để đẩy nhanh trận đấu. Cậu ta biến kiếm thành một khẩu pháo và bắn trực diện vào Setsu. Sesu né được nhưng quả núi phía sau đó thì không. Cậu biết nếu cứ để Toma bắn ở đây thì lâu đài sẽ sập nên đã lao đến sút Toma bay lên trời. Cả hai sau đó ở trên này để đánh nhau. Toma không bắn trúng được Setsu nên đã đổi pháo thành súng máy và bắt đầu sấy. Nhưng Setsu đã lấy lại kiếm và chặn được cơn mưa đạn vừa rồi cậu rút ra thanh thứ hai của mình và ăn hết lượt đạn tiếp theo sức mạnh ăn được đã truyền cho cậu để cậu tung ra một đòn chém gió đôi toma hứng chọn thì cũng khá thấm và nhóm iuhi lúc này cũng tìm tới toma nhìn thấy sesu lại quan tâm đến những người khác trừ cậu ta thì rất tức giận toma căm ghét sesu vì luôn bỏ cậu ta cô độc một mình nên đã bùng phát sức mạnh sesu nhận ra sức mạnh hắc ám này không phải của toma mà là từ thứ vũ khí kia nhưng toma đã dùng phá vỡ giới hạn và đốt sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh toma giờ có hai súng và liên tục xả đạn ngăn không cho sesu tiếp cận su chỉ biết liên tục né tránh nhưng Toma giờ quyết định nhắm về hướng những người khác. Một là Sesu để họ chết hai là cậu phải đứng ra mà chặn đòn. Cậu đã cho thanh kiếm ăn bớt đi nhưng một nhánh nhỏ vẫn bay trúng lâu đài, nhưng nó đủ yếu để dưới kia dựng khiên chặn đỡ. Sesu đã có lại quyền chủ động và tung ra chém gió để khiến Toma phải chặn đỡ. Nhưng việc đó đã khiến Toma mất dấu Sesu để rồi bị cậu áp sát và tung hàng loạt nhát chém và phá vỡ mất vũ khí. Toma dính một đòn trực diện từ Sesu và bắt đầu rơi xuống. Nhưng những ký ức ngày trước một lần nữa dội về khiến Toma lại bị chiếc vòng kích thích và có thêm sức mạnh để tạo ra một khẩu súng to hơn nhiều lần hai cái trước đó. Setsu phải lấy cả hai kiếm ra đỡ nhưng nó thổi bay cả Setsu và thanh đại kiếm mà cậu hay dùng đã vỡ tan. Setsu đứng lên không nổi nên Toma nghĩ bản thân đã chiến thắng được Setsu bất bại mà người ta hay ca tụng. Quả nhiên cậu ta đã đúng khi quyết định hủy diệt thế giới này. Setsu thừa nhận Toma đã mạnh lên nhưng nếu mạnh mà đánh mất lý trí thì vẫn chưa đủ để thắng cậu. Setsu sau đó đã giam được Toma lại trong kết giới để cậu ta không tiếp cận được vũ khí trên kia. Setsu sau đó đã cho thanh kiếm ăn hoàn toàn Toma. Toma lúc này đã nhận ra bản thân sai trái và điều bản thân thực sự muốn chỉ là được ở bên Setsu. Nhưng ngay sau đó, Toma đã tỉnh lại. Setsu chỉ cố tình để thanh kiếm ăn đi chú Nguyền đang ám lấy Toma. Vì cậu vẫn chưa quên lời hứa là sẽ bảo vệ Toma. Toma không biết sao bản thân đã làm nhiều chuyện tay trời mà Setsu vẫn tha thứ. Setsu tha thứ là vì muốn Toma đền tội. Cậu không chấp nhận để Toma chết và cuốn trôi đi mọi tội lỗi. Những người khác sau đó cũng đã chạy đến, một thời gian sau, Setsu đã quyết định được hình phạt cho Toma, đó là cậu ta phải dùng toàn bộ ma lực để làm phép gửi những học sinh khác về nhà, và nếu muốn thì Toma cũng nên trở về và tiếp tục cuộc sống ở bên kia. Setsu là người đã thỏa hiệp với các bên về hình phạt này của Toma. Tô Toma Tô đã rất xúc động vì Setsu vẫn luôn giữ lời hứa với một kẻ như cậu ta. Không lâu sau, Toma đã làm phép cho mọi người trở về lại thế giới cũ nhưng Toma đã chọn ở lại vì cậu ta muốn được đi du hành và ngắm nhìn thế giới như Setsu trước đây. Chiều hôm đó, Setsu cũng soạn hành lý để lên đường chung và Iuhi cũng đã quyết định đi theo cậu. Elka muốn theo nhưng vẫn còn việc ở kỵ sĩ đoàn nên khi khác. Setsu và Iuhi sau đó đã đến gặp Levia để nhờ cô làm thuyền một lần nữa, nhưng Bạch Tuộc lại tấn công nên Levia lại phải xử lý. Elias cũng đã bình phục, còn Ma Vương thì đã bắt đầu công cuộc xây dựng lại đất nước. Setsu đã đến chào hỏi và cô cho biết là dù gì dạo này đã chuyển sang bán mực chiên và khá là đắt khách. Sesu sau đó cũng ghé qua thú quốc và lại bị giữ ở cửa. Nhưng lần này thì có đến ba cô gái rơi xuống đầu cậu. Zoa lúc này quyết định sẽ huấn luyện cho cả hai chị em nhà mèo để họ mạnh lên vào hội đồng sờ mờ lờ Sesu. Cậu thấy ở đây cũng ổn định nên có thể yên tâm tiếp tục lên đường. Và phim đến đây cũng là kết thúc.